Vượt qua đại dương gặp em, không ngại đi đường xa hay mưa nắng, gió sương khuya đã bao ngày. Nhưng chân thành kia là minh chứng cho tình yêu của anh đã. Ariaro rất khỏe. Figo trọng tài đá thổi phạt. Ariaro làm gì? Vừa rồi là một pha xử lý kinh nghiệm. Caric Osco Vidic John Osia. Một đường chuyền dài. Không có ai ở trong vòng cấm địa. Và cắt bóng rất tỉnh táo. Ibrahimovic, Crespo, rất nghệ thuật. Tuyệt vời. Tỷ số là 1-0. Một pha mở bóng thông minh, một cú dứt điểm đầy quyết đoán. Chúng ta hãy cùng xem lại một bàn thắng rất đẹp mắt này. Osco. Vâng, pha tấn công rất đơn giản, nó không thể nào có thể chuyển được thành bàn thắng. Alan Smith. Rất tiếc đó là một pha xử lý không thành công. Materazzi, Samuel, Maxwell, Figo, Osco. Park Ji-sung.
Crespo. Rất quyết liệt. Những pha chạy bóng liên tục. Rangnick. Chưa chuyền vào. Bóng đã ra ngoài sân. Cú phá áp sát kịp thời. Adriano. Zanetti. Quá hay quá. Ibrahimovic. Có lẽ thủ thành đã rất may mắn trong pha bóng vừa rồi. Adriano. Zanetti. Vieira. Hiệp thi đấu đầu tiên đang ở phút thứ 30. Park Ji-sung. Vidic. Rio Ferdinand. Carlos Tevez. Hay quá, hay quá. Rất kinh nghiệm. Xoay sở quá hay. Pha phản công. Pha xuống biên rất hay. Adriano. Rangnick. Osko. Park Ji-sung. Vẫn là những pha theo người rất sát. Không thành công. Đội phản công. Tình huống rất nguy hiểm. Đây rồi. Có lẽ tỷ số này cũng phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân. Bóng đã đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ trên sân. Osko. Phút thứ 40 của trận đấu. Pha cắt bóng rất tốt. Figo. Một pha tấn công quen thuộc. Ê, được. Đấy là thấy chưa? Ông thấy chưa? Cú đá tốt nhưng người bắt cũng cực hay. Một pha chuyền bóng rất khó chịu. Chết đi. Hai cú đòn chơi dáng. Đã phối hợp rất hoàn hảo. Và bây giờ anh đã có được bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Osko. Karik. Figo. Rất mềm mại. Bóng đã ra ngoài sân. Park Ji-sung. Pha xử lý rất tốt. Park Ji-sung. Ôi trời ơi, quá. Như vậy là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trọng tài vừa rút ra thẻ vàng. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Hiệp 1 trận đấu đã khép lại với tỷ số 3-0. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu.
Một pha lấy bóng rất hay. Phản công. Joao Silva. Làm gì đây anh ơi? Pha chuyền vào rất tốt. Bóng đã đi ra ngoài đường biên. Samuel. Marcel. Vieira. Figo. Van Dijk. Bosco. Caric. Carlos Tevez. Làm gì đây? Bàn thắng quá tuyệt vời. Và đây là điều mà chúng ta chờ đợi. Giống như kiểu chưa ăn cơm vậy. Không thể có được những pha phối hợp rất quyết liệt. Những pha chạy bóng liên tục. Những pha bóng rất mềm mại. Một pha bóng mà anh thực hiện kỹ nghệ nhưng trở thành kỹ viện. Thời gian hiệp 2 đã trôi qua gần một nửa. Hiện giờ rất thoáng. Không vào. Bóng đã chạm vào cột dọc rồi lại bật ra ngoài. Materazzi. Michael, Adriano, Figo. Làm gì đây anh ơi? Một quả phạt góc. Và chuyền bóng rất nguy hiểm. Quá gọn gàng. Trận đấu coi như đã an bài. Và dứt điểm rất khôn ngoan. Bosco. Alan Smith. Xử lý quá hay trong phạm vi hẹp. Tập tình huống khôn ngoan và tạo ra sự chủ động. Zanetti. Tốc độ rất nhanh. Rất công cảnh. Carlos Tevez. Van Dijk. Hiện giờ đường chuyền hơi non. Cắt bóng rất hay. Caric. Bosco. Và để mất bóng rất vô duyên. Hay quá. Rất tốt. Pha cản phá rất đúng lúc. Ibrahimovic. Nguy hiểm. Tiếp theo là cả phạt góc. Chuyền vào. Pha bắt bóng chuẩn xác. Vieira. Rất khó chịu. Pha gạt đá quyết liệt. Van Dijk. Vẫn là những tình huống phòng ngự rất có chiều sâu. Vieira. Vẫn là những pha theo người rất sát.
hàng loạt những đường chuyền để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Chuẩn bị có sự thay đổi người. Figo, đây đã là phút thứ 85. Zanetti, Michael, Ariano, Michael. Caric, Van Dijk. Sẽ có 2 phút bù giờ. Rất nghệ thuật. Zanetti, Figo, đi bóng tốc độ. Cầu thủ này đã không thể thành công, rất đáng tiếc. Trận đấu đã kết thúc. Chương trình của chúng tôi đến đây hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.